Cái tiết bài 10 rồi này. Con đây, của con đây. Nào, bây giờ cả nhà ăn cơm. Cả nhà ăn cơm đi, mời cả nhà ăn cơm. Phần anh này thì sao? Không gõ bát đũa. Gõ bát đũa là xấu lắm ấy. Bây giờ thì tôi chứ không phải là bố mẹ ăn xong rồi thì sẽ rời khỏi bàn và để cho Cam ngồi ăn. Bọn mình hôm nay là cũng sẽ phải cố gắng là ăn chậm rãi hơn. Bọn mình bón cho Cam ấy thì Cam sẽ thường là ăn hết một cái bát. Em ý đâm ra là mình nghĩ là cũng sẽ chảnh màng và không để ý là mình đã no. Cam ăn không đủ no ấy. Nhưng mà bọn mình thấy là con thì giống không hoặc là ăn thêm một thìa nữa thôi. Nhưng mà nếu mà Cam vẫn nói rằng là con no rồi thì bọn mình sẽ... Cái mà bọn mình mong muốn ở Cam và muốn dạy cho Cam đấy là phải cái ý thức tự giác ấy. Thì mình phải làm gì? Đâu, đi lấy bát đã. À đây, để bố lấy cho. Đây là một bao bố mẹ Cam này nữa. Đây, bọn mình đang dọn dở. Ôi giời ơi. Để ăn, anh Phụ, ăn Phụ. Ăn nóng đấy con. Và đây là canh bí nấu tôm. Tìm được các nhà. Cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ người con nhá. Hai con ăn mấy bát cơm nhỉ? Ngon không? Cam thì rất là giống mình. Cả rất thích ăn cơm thì không có tàu cơm, có gen đấy. Đúng. Mẹ cả. Ngọt quá, con mời bố, con mời mẹ. Con mời bố mẹ. Ừ. Đến giờ ăn cơm rồi cả nhà ơi thì Cam tự đi lấy bát của con nhé. Ok, cho anh Chun ăn. Mày mê chưa xe à? Bây giờ Cam ăn sáng nhá. Nước của con đây. Con tỉnh ngủ chưa? Bây giờ lại bảo con đói rồi sao? Thế con ăn nốt thìa trứng đi. Chúc hẳn hoi lên cho bát gần vào con. Để sâu vào con. Nhờ, bữa sau mình tiến bộ hơn nhá. Ok. Ừ. Thôi, nước này nước đấy là nước để uống. Chào. Mở nước nhỏ tôi không. Lúc mẹ được rồi, Cam giỏi lắm. Lại đòi ăn mì tôm đây cái là. Còn mình thì ăn xong cái đĩa lên hình to đấy. Cá hồi. Ở đây có ai nhỉ? Ở đây có mỗi mẹ thôi thì con mời mẹ ăn cơm thôi. Không cần phải mời mì lên đấy nhá. Ok. Ok. Ừ. Đầy mì rơi dưới sàn rồi đây này. Cam này, Cam ăn của con đi. Đây. Đây. Đây rồi. Để mẹ cho con cầm giấy lên. Ăn rồi. Ăn cơm chưa ở ngoài rồi? Ăn gì ngon chế. Ơ ra ở trên bàn này đấy. Ngồi xuống ăn hẳn hoi đi Cam. Ôi trời ơi, quá hết rồi. Ngồi vào. Rồi, sao con lại ăn giỏi hơn nữa nha. Ừ. Dọn dẹp nhá. Con lấy cái một tờ giấy nào. Mẹ xem. Rồi, dọn nốt còn đi. Còn bát nào? Rồi. Thực ra không phải tối nay. Tối nay thì sẽ chỉ uống bia với ăn gà thôi. Nhưng mà vẫn sẽ làm cơm riêng. Cam bảo gì nhỉ? Cam bảo là hôm nay này, bố có bát cơm ruộng. Con bắt cơm trứng. Hôm nay mình quay vlog của Cam ăn. Này, các đồ chơi bà con. Cơm một con. Ăn cơm đi con. Bố ăn đi con. Bây giờ lại đổ. Bố nghĩ đi á. Bố thích thì... Bố thích con có em. Được không? Có em không? Sao? Tại sao? Hôm trước con bảo con thích có em mà. Có mà. Khi con cất tiếng. Khi thấy con bên nồi. Cả thế thôi. Thôi, nào, bát của con đây. Con cảm ơn mẹ. Nào, lấy ra hả? Mày bát. Ăn xong rồi, nhưng mà xong con bảo con rửa tay với lau mồm đi nhá. Và phòng vệ ngon mọi người có thể gọi ở bao nhiêu nhỉ? 65 lì. Ăn đi, bố mẹ. Bố mẹ mời con. Mời uống nước. Ừ, con uống nước đi. Uống nước đi. Nào, con dọn dẹp này. Cam ơi ăn cơm thôi. Kiểu con đây này. Ngồi vào chỗ đi. Để ăn cơm rồi. Hôm nay cơm rất là ngon. Có tôm này. Chả cá. Đậu này. Quên mất, mẹ mời con đi.
mẹ mời hai bố con ăn cơm. Ở bán ăn, và thật sự đây là một cuộc cách mạng mà mình, vợ chồng mình cũng bất ngờ và không thể nghĩ. Lên cái kế hoạch nào trước cả, chỉ là bắt đầu từ hôm đấy đâu bọn mình nghĩ rằng là thôi bây giờ ăn cơm. Như thế này đôi khi hơi chảnh mảng một chút thì là không tránh được, tại vì con còn rất là nhỏ. Nhưng mà ăn hết bát phở ấy, gọi bát cành cạch tiếp. Thì thật sự là quá là bất do vợ chồng mình xúc. Về cái thời gian thì mình thấy là có khi là ăn nhanh hơn, bỏ nó được. Mình nhồi ấy. Mình cũng không hẳn là mình nhồi, nhưng mà bởi vì no rồi thì cũng sẽ biết nói với bố mẹ là con no rồi. Còn... bên cạnh đấy thì bọn mình cũng đừng nhồi nhét các cháu, và hiểu như đừng bắt các cháu nó ăn quá là nhiều. Hai bát cơm ấy thì thực sự là cái việc ăn nó rất là ám ảnh cho các bé. Mình đúng, một tuần thoại, nay tất cả đây, bữa cơm. Mọi người nhìn thấy là bọn mình để điện thoại mà có cuộc gọi khẩn cấp hay là như nào thì bọn mình vẫn phải chắc. Nhưng mà trước đây ấy, nhìn xem gì, nhưng mà mình cảm giác là khi mà ăn cơm như thế nó chỉ gọi là ừ đến bữa ăn là ăn thôi, chứ nó mất cái tính chất là kêu. Chắc chắn là chúng mình sẽ thấy là khi có những cái bữa cơm quây quần bên nhau như này, cả nhà cho mọi người có thể nói chuyện được với nhau ấy. Dạo gần đây khi mà bọn mình có thể lớn chưa? Các lớn chưa? Rồi à. Thật ra là sau 7 một năm không chịu hợp tác, ngồi nhì ngoái, không chịu ăn, xong rồi ngồi kiểu nhờ cái khẩu phần ăn của mình, thì thực sự là để dạy một em bé thì không bao giờ là đơn giản cả. Như gặp phải cái tình cảnh như là đưa con đi ăn rong, phải cho con xem hoạt hình rồi. Bọn mình cũng đã làm tinh thần trước với nhau rồi, bọn mình bảo là nếu như mà trong cái quá trình mà bọn mình đang đấy, hai tức là không được ăn gì trong cái bữa đấy, hai là cũng không ăn được nhiều, qua một cái bữa cơm đấy không ngồi ăn với cả gia đình thì con sẽ bị đói. Để bà sau những cái buổi đầu tiên thì bọn mình bắt đầu giới hạn lại cái thời gian. Buổi đầu tiên bọn mình không thể nào mà kiểu dùng kiểu cứng quá cứng rắn. Quan trọng là con hiểu rằng là đến bữa ăn thì là chúng ta phải cùng nhau ăn. Bố mẹ đã không làm đúng với cả lời hứa, đang kiểu vẫn sử dụng điện thoại. Các ba mọi người, các ba mọi người đi ạ. À nhưng mà mọi người thích những cái ngay ở phía bên dưới nhá. Mình thì cũng, bọn mình thì cũng không hoàn toàn tự tin là hoàn hảo từ đầu đến cuối. Thế nhưng mà đây là những cái mà bọn mình đã lên cái chủ đề nào mà muốn bọn mình quay thì cũng hãy comment ở phía bên dưới nhá. Bye bye.